Hải sản là nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Tuy nhiên, nếu loại thực phẩm này sử dụng khi không còn tươi sống hay chế biến sơ sài thì những chất dinh dưỡng cũng không còn. Vì vậy, một địa chỉ thưởng thức hải sản đáp ứng được các tiêu chí trên luôn nhận được sự quan tâm từ thực khách. Theo hệ thống Opto Bình Đa, địa chỉ chuyên phục vụ các món ăn từ ốc và hải sản, nguyên liệu tươi sống là yếu tố đầu tiên để mang đến cho thực khách những món ăn đảm bảo dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực đơn tại đây khá phong phú do có nhiều phương pháp chế biến khác nhau, lại đa dạng về nguyên liệu như nghêu, sò, ốc, hến, cua gạch son, v.v. Bên cạnh đó, với bí quyết tẩm ướp riêng của đầu bếp, nên mỗi món ăn của quán đều mang một hương vị đặc trưng khó lẫn với những địa điểm phục vụ hải sản khác. Cái không gian đây rất là thoáng mát, ở ngoài trời nè, nó rất là thoáng lắm, không có bị tù túng hay gì á. Mình ngồi ăn rất là thoải mái. Tiêu chí của cô nhất là nó là rất là an toàn vệ sinh thực phẩm, cô thấy không gian sạch sẽ. Nhân viên phục vụ thì tận tình, chu đáo, và đôi khi đông khách nhưng mà nhân viên phục vụ rất là nhanh chóng, không để khách chờ lâu. Ngoài ra, với không gian mở và diện tích rộng rãi, quán còn là địa chỉ lui tới của nhiều đoàn khách du lịch, các gia đình, nhóm bạn ưa thích thưởng thức hải sản tại thành phố Biên Hòa.